Chào mừng anh em quay trở lại với Tech Room. Và trong video hôm nay thì chúng ta cùng nhau quay trở lại một vấn đề tương đối quen thuộc nhưng vẫn luôn là một mối quan tâm rất lớn của anh em sử dụng điện thoại, đó chính là vấn đề nhiệt độ. Tại sao điện thoại lại nóng lên, mà nóng lên bao nhiêu là đủ, nóng lên hoài thì ảnh hưởng gì tới máy của mình không ta? Thì chúng ta cùng nhau chia sẻ những cái vấn đề đó trong video hôm nay, đồng thời cuối cùng là cách giải quyết làm sao để điện thoại bớt nóng. Đầu tiên thì có một chuyện rất là cơ bản thì ai cũng biết, cái gì chạy đi cũng phải nóng. Tỏa nhiệt là một hiện tượng vô cùng tự nhiên, do vậy nên khi chúng ta sử dụng điện thoại thì cái điện thoại nóng lên là điều chắc chắn, nhất là khi sử dụng trong một tần suất cao, sử dụng liên tục với những ứng dụng nặng thì điện thoại càng phải nóng lên là chuyện đương nhiên, ai cũng hiểu. Nguyên nhân đầu tiên là đã xài thì máy nó mới nóng. Đúng không đi anh? Đó là nguyên nhân mang tính bao quát. Với từng cái nguyên nhân nhỏ là gì? Thứ nhất á, là để điện thoại có độ sáng quá cao. Thật ra mọi người ít quan tâm đến điều này bởi vì mọi người nghĩ là CPU hay là những cái yếu tố bên trong cái máy nó sẽ tỏa nhiệt nhiều, nhưng mà không. Thật ra màn hình là bộ phận tiêu tốn nhiều điện năng nhất trên một chiếc điện thoại. Do vậy nên khi để độ sáng màn hình quá cao thì nhiệt lượng từ cái màn hình này tỏa ra là rất lớn, khiến cho nhiệt độ tổng thể của cái điện thoại tăng lên. Các bạn cứ nghĩ là cái màn hình không tỏa nhiều nhiệt đúng không? Thử đứng gần cái TV rồi biết. Yếu tố thứ ba thì dễ phát hiện ra hơn hẳn, bởi vì chúng ta mỗi lần ra ngoài đường bật GPS hoặc là 3G, 4G liên tục thì pin sụt nhanh và nhiệt độ của máy thì tăng lên rất cao. Đó là vấn đề mà chúng ta sẽ dễ dàng tiếp cận trong quá trình sử dụng thường ngày. Việc bật 3G, 4G và GPS liên tục là một trong những yếu tố mà gây tiêu tốn nhiều điện năng trên điện thoại nhất, đồng thời là gây ra rất nhiều nhiệt, khiến cho điện thoại chúng ta nóng lên. Và lý do cuối cùng theo mình tìm hiểu được, điện thoại nóng lên là do biến đổi khí hậu toàn cầu, cháy rừng, băng tan, nên là nhiệt độ trái đất tăng lên làm cho điện thoại nóng lên. Đùa các bạn một tí thôi. Thật ra là cái nhiệt độ của cái sản phẩm chúng ta sử dụng nó sẽ bị ảnh hưởng rất là nhiều bởi nhiệt độ bên ngoài. Chúng ta sử dụng cái điện thoại trong một cái phòng có máy lạnh 20-23 độ thì đương nhiên là nhiệt độ của máy nó sẽ tăng lên ít vì được làm tỏa nhiệt ra xung quanh nhiều. Nhưng mà nếu các bạn sử dụng cái máy của mình ở ngoài trời, bọc trong túi hoặc là bỏ trong cốp xe liên tục thì nhiệt độ của máy chắc chắn sẽ tăng lên bởi vì ảnh hưởng từ nhiệt độ bên ngoài. Từ những cái nguyên nhân kể trên thì chúng ta có thể dễ dàng tìm ra cách để giải quyết. Với từng nguyên nhân chúng ta sẽ tìm được cách giải quyết của riêng nó. Ví dụ như là dùng nhiều thì điện thoại nóng lên, chúng ta bớt dùng đi, tắt nguồn để điện thoại nghỉ khoảng từ 5 đến 10 phút thì nhiệt độ của sản phẩm sẽ tự quay lại mức bình thường. Để độ sáng màn hình quá cao, bật wifi 4G GPS liên tục khiến cho điện thoại nó tăng nhiệt độ thì chúng ta chỉ cần tắt wifi 4G, giảm độ sáng màn hình đi thì nhiệt độ của sản phẩm cũng tự động được giảm xuống. Và một trong một số điều các bạn nên làm để mà giải nhiệt cái điện thoại nhanh nhất là không phải bỏ vô tủ lạnh đâu nha, đó chính là tháo ốp ra. Mình biết rất nhiều người sử dụng ốp cho điện thoại và nhiều ốp còn quá dày nữa, nên là việc tháo ốp lưng ra là một trong những cách các bạn nên dùng để mà tỏa nhiệt cho điện thoại khi cần thiết. Nhưng mà tổng kết video lại thì là như thế này: các bạn không nên quá quan tâm tới nhiệt độ của điện thoại, bởi vì mình mua về là để xài chứ không phải mình phục vụ cho nó nóng lên thì cũng kệ. Thật ra thì nó cũng sẽ ảnh hưởng tới một chút tới độ bền hay là khả năng trải nghiệm của mình. Nhiệt độ tăng lên thì hiệu năng của máy giảm sút, mình biết mà. Nhưng mà nó không quá nghiêm trọng để chúng ta phải lúc nào cũng chăm tìm cách để giải quyết vấn đề đó mà sử dụng điện thoại không được thoải mái. Thật ra CPU điện thoại thì có thể hoạt động lên tới 80 độ, nhiệt độ từ dưới 60 độ là hoàn toàn bình thường, nên các bạn cũng không cần quá lăng tăng hay là quan tâm tới nhiệt độ của máy. Ủa, máy hơi nóng lên một tí là phản ứng rồi thì mình nghĩ là không nên quá nghiêm túc như vậy. Chúng ta mua cái máy về để phục vụ cho mình, nên là đôi khi nó nóng lên một chút thì cũng không sao. Chỉ cần phục vụ tốt cho nhu cầu của mình là được. Đó là những gì mình muốn chia sẻ trong video hôm nay liên quan tới vấn đề nhiệt độ trên những chiếc điện thoại. Các bạn cảm thấy những thông tin mình chia sẻ có hữu ích hay không, hoặc là cách mà mình chia sẻ nó có áp dụng được trong cuộc sống của bạn hay không, thì đừng quên để lại ý kiến bên dưới phần bình luận của video. Các bạn có cách nào hay hơn, thú vị hơn, dễ làm hơn thì đừng quên comment luôn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại, đừng quên subscribe. Bye bye, Lê Phước Khánh tắt máy đi anh.